Đây, tối ưu hóa thì mục tiêu của nó là phải nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ này, hiểu về sản phẩm, hiểu về khách hàng, hiểu về đối thủ. À, các chị rất là giỏi về chuyện bán offline rồi nha, ví dụ như chị Hoài là chị Nga, chị nói với tôi là chị Hoài em Trang ở Đà Nẵng, à xin lỗi, ở Bắc Giang là có đến 7 cái cửa hàng bán offline rất là mạnh. Thế nhưng mà về bán online thì đôi khi các chị chưa hiểu khách hàng của mình đâu, hành vi mua nó cũng khác, cách bán cách mua nó cũng khác một chút, cho nên là các chị phải dành thời gian ra nghiên cứu tìm hiểu và phải đầu tư về mặt thương hiệu cho page, về nội dung cho page, chứ không phải là mình cứ giống như là tự mình mặc mấy cái bộ đồ lên rồi mình đứng ở cái chỗ cái quầy thu ngân ấy, mình làm cái video trông rất là xấu mình đưa lên, thì thực sự là nó làm bị giảm giá trị của sản phẩm. Đáng nhẽ mình làm nó đẹp bóng lộn lên thì mình định giá được cao, thế nhưng mà vì là mình làm nó hơi úi xùi nên là mình định giá được thấp. Mình nên có ngân sách chạy thử nghiệm. Thế thì như các chị đang chạy ấy, là vừa rồi ấy, là được coi đấy là ngân sách thử nghiệm. Tức là mình phải xem là mình chạy như thế mình sẽ rút kinh nghiệm ra như thế nào, đúng không? Rút kinh nghiệm ra như thế nào để cho nó nhận ra được cái gọi là cái sự quan trọng cũng như là những cái gì mình cần tập trung vào đó. Sử dụng thêm các cái tính năng quảng cáo Audience Insight và Facebook như sao. Lớp mình là chưa chưa học cái remarketing đúng không? Chưa đúng không? Rồi ok, để buổi sau mình sẽ hướng dẫn chạy remarketing. Hải Anh mà chạy remarketing bây giờ lại xịn luôn. Thật. Em chưa chạy đấy bao giờ. Dụng các cái dữ liệu thu thập thêm. Chị mặc rộng. Ô, đợt này gọi thích xin. Gọi gì? Đấy là Chia chị mặc nhỏ các cái tệp đối tượng đã lưu ra vào thử nghiệm. kẻ mà kẻ này à, Đây, lấy ví dụ như lấy là đen Hải Anh hoặc chạy đây. Đấy, Hải Anh đang chạy một cái target đây. Đúng không? à. Thực ra target có thể chia sẻ cho mọi người được, không có gì khó cả. Nhưng mà vẫn cái target đấy mọi người chạy vào là chết bình thường, không hiệu quả Cái bình này không có thường. màu đen đâu chị ạ. Đấy. Cái cục này không có màu đen. Đấy, cái màu này á hả? Màu này đây. Em đang lấy cho chị này. Rồi kết hợp giữa chạy truy cập web hoặc là chuyển đổi, còn nhưng mà trường hợp này thì phải có web, còn hầu hết các chị ở lớp mình đều không có web thì không sử dụng được phương pháp chạy chuyển đổi và chạy remarketing web. Và cuối cùng là phải tập trung vào trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Đấy. Đâu đấy em kia chị bảo lấy tiền đi đâu làm gì còn em còn Hoặc là mình có thể chạy, hiện nay Nhung có chạy trên PC nhiều không? Đấy. Khi Nhung chạy Nhung có tắt mobile đi không? À tắt PC đi không? Mic. Mic bật mic. em chỉ chạy trên điện thoại thôi. Thế em tắt PC kiểu gì, em có tắt đi không?
Trong cái mục quảng cáo thì em chỉ chọn mỗi à, hình như em không tắt PC đâu thầy ạ. Nên nên cân thử cân nhắc tắt PC đi thì nó sẽ không hiển thị trên PC mà nó chỉ chạy ở trên mobile thì cái hiệu suất quảng cáo có thể nó lại còn tốt hơn nữa. Đây này, cái chỗ này này mọi người có thể bắt chước là mọi người chọn cái chỗ này này. Đấy. Của em lại không có thiết bị. Ừ. Có chứ. Nhóm quảng cáo. Nhà em bị cắt điện rồi. À, mất điện à? Vâng. Khổ thân. Tối om này thầy ạ. Tại cán chắc là nó điện lực nó sửa à? Không hiểu thầy ạ, không có thông báo gì cả. Hôm qua thì cả cửa hàng tự nhiên cả phố sáng choang, mỗi cửa hàng em bị mất điện, nó bị chập đường dây ở phía trong nhà. Thế cả ngày hôm qua thì không bán được hàng, thì sửa điện cả ngày. Đến ngày hôm nay thì nhận thông báo đóng cửa. Được rồi, em tìm được chỗ thiết bị rồi. Thế bình thường có ấy không? Bình thường có bán tốt Em á, em bán tốt mà. Em có bán bán các online được mà. CNI đấy á hay cái gì đó EV và của bên nhà mình. Ở bên nhà mình thì em mới lấy thôi. Đầu năm em xin làm đại lý nhưng mà mãi không được. hồi đấy Đầu là năm chưa thì có chính khan hàng. hồi đấy chưa có chính xác. Có rồi, nhưng mà ở Hải Dương có một bạn bạn làm rồi. Bạn ấy cách nhà em 25-30 cây. Vâng. Chỗ em mà bán theo giá đại lý lúc đầu năm chị Có Lanh có mời em nhưng mà không không thể bán theo giá đấy được. Chỗ em khai ở thích rẻ. đi không quản chăn là xong rồi là dọn đi. Ơi, cho em hỏi một chút đấy. Ở Vâng. dưới cái mắm nhắm mục tiêu chi tiết này thì nó có loại trừ ngôn ngữ, và khi mà em mở có một cái mở ra ấy, nó cái mở mà mọi khi nó bị ẩn ấy, thì ở dưới này nó có quan hệ Cái hệ kết nối trang Facebook ứng dụng. Em cảm thấy cái đây nó xem như kiểu một một dạng của lúc online ấy, nó như kiểu đối tượng tùy chỉnh ấy. không hiểu chụp màn hình gửi ra nào. Vâng. Cho mượn điện thoại đi. Thì cho em hỏi nhá, ví dụ như của em nhá, chạy nhưng mà thi thoảng ấy cứ có tin nhắn của người nước ngoài nó vào, nó cứ nhắn lung ta lung tung là sao thầy nhỉ? Mà mình chọn là của Việt Nam mà. À, nó cũng lỗi hiển thị rồi người nọ người kia nó share like này nọ nó tới rồi cũng có những người người ta dùng các cái nick ảo người ta vào comment. Cho cả xem hình không muốn xem. Còn cái này có nghĩa là để tắt cái phần hiển thị trên máy tính, tức là nó sẽ chỉ hiển thị trên PC à, hoặc là trên 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 di động. Đấy. Rồi, kỹ thuật chạy thì chúng ta cứ chạy đều, chạy thường xuyên liên tục.
Đấy, có thể test AB thử nghiệm hoặc là tứ ngân sách của Facebook. Rồi lựa chọn những cái khách hàng ở những cái tỉnh, những cái thành phố mà không có dịch cộng với lại những cái tỉnh và thành phố bán được. Mình phải lưu ý cái việc đấy hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng là phải xem báo cáo, về các cái đối tượng khách hàng này để mà mình có thể điều chỉnh các chiến dịch về sau. Về kỹ thuật chạy thì các bạn có thể chạy bài nhiều ảnh đấy, hoặc là sử dụng các cái ảnh số 1, 2, 3, 4 và những ảnh đắt giá có cái tính minh họa tốt. Nếu dùng video thì như tôi đã hướng dẫn, tối ưu ngân sách bằng chia nhiều nhóm, nhiều chiến dịch ra để chạy thử và tắt bật các chiến dịch, nhân các chiến dịch mà có hiệu suất tốt. Nên chạy các vị trí hiển thị dạng tự động, còn nếu không chạy tự động, chạy thủ công thì tắt hết các vị trí mà mình thấy không hiệu quả đi, chỉ để trên vị trí trên mobile thôi là tốt nhất. Đấy. Thế thì còn khi mà chạy chiến lược về giá thầu thì chúng ta thường đang chọn chế độ giá thầu thấp nhất. Ta chọn giá thầu thấp nhất cho cái phần liên quan đến trận mà trên váy thì vừa. Chân váy rộng đi bóp. Dài quá, rộng được mà dài. Chênh nhau hai size chỉ có một phân. Một phân thì nó đã khác rồi em. Không phải nào cũng được. Đâu, xem cái gì đây. À, cái phần này là phần loại trừ. Chỗ này là phần loại trừ nhá, bao gồm mà loại trừ. Đúng không ạ? Đây là nhắm cái phần này, phần kết hợp. Ví dụ như em chọn là những người thích trang là nó sẽ chỉ chạy đến những người thích trang page của em. Đấy, những người tương tự, những người thích trang của bạn. Thế thì cái này hình như em vẫn chưa chạy remarketing đâu. Em chưa chạy remarketing bao giờ. Ừ, em chọn cái này là không phải. Cái này là cái phần mà ở cái phần mở rộng ở phía dưới. Đúng rồi ạ. Hôm nay em mới để ý, em mới xem. Nó còn có look align là tạo tệp nó khác. Những người tương tự, những người đang theo dõi thức trang của bạn. Look align thì em vào tạo mới ở trên đối tượng tùy chỉnh cơ. Đúng rồi. Mọi người còn có những cái tin nhắn mà sau khi mua hàng mà người ta sẽ cách bao nhiêu ngày sau cái đợt bán hàng đầu tiên người ta sẽ có cái em không hiểu là dùng app hay là dùng cái quảng cáo hay cái gì để chăm sóc khách hàng lại ấy. Thường là các bạn nên dùng chatbot. Dùng chatbot. Lưu ý là giá thầu rẻ mà không chuyển đổi được thì vẫn là đắt, mà giá thầu đắt mà chuyển đổi được thì vẫn là rẻ, đúng không ạ? Mà tuyệt vời nhất thì là giá thầu rẻ mà chuyển đổi cao thì chắc chắn là sẽ đem bao tải tiền đi kiếm thôi, đi rút tiền thôi đấy. Chúng ta cũng lưu ý về chất lượng của bài viết, ví dụ là quality ranking đây, điểm liên quan. Đấy, rồi thì chúng ta cũng cần phải xem các cái mức độ cạnh tranh cũng như là các cái giới hạn về giá thầu, giới hạn về chi phí, xếp hạng tương tác, phản hồi tiêu cực. Nếu như mà có nhiều phản hồi tiêu cực thì quảng cáo cũng sẽ bị kém hiệu quả đi.
và phải thiết lập các cái KPI đo lường chuyển đổi cho nó phù hợp. Đấy, hàng ngày các bạn phải thiết lập các cái KPI đấy vào, sau đó các bạn yêu cầu nhập dữ liệu vào để đảm bảo rằng là mình không bị đội chi phí. Cái KPI mà cái bản Excel thầy đã hướng dẫn cho các bạn chưa nhỉ? Rồi hay chưa? Chưa. Chưa đúng không? Chưa. Chưa. Bây giờ cho xem nhá, cho xem một file nhá. Xem một file này. Tí nữa thầy gửi cho lớp cái file đấy vào trong Zalo tham khảo thầy nhá. Ừ. Đây này, hướng dẫn mọi người cách làm một xíu. Ví dụ như báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày thì cái quan trọng là mọi người phải thiết lập được các chỉ số. Đây là một số chỉ số mà các bạn có thể thiết lập. Đấy. Đây là ngày này, doanh thu khoán này, doanh thu khoán theo tháng, doanh thu khoán chia theo ngày. Tại sao lại là 42 triệu? Rất là đơn giản, lấy 1 tỷ chia cho 30 ngày. Đúng không ạ? Hay là lấy 1 tỷ 2 chia cho 3 ngày. Đấy. Ví dụ như ở đây mình đặt doanh thu là 800 triệu. Mình đặt doanh thu là 800 triệu. Hay là mình đặt doanh thu là 100 tỷ hay là 1 tỷ rưỡi. Thì cứ chia cho 30 ngày là sẽ ra cái doanh thu mỗi ngày. Nguyên tắc ở đây khi mà thầy thiết lập ấy, là thầy luôn luôn đo theo ngày. Luôn luôn đo theo ngày cho nên là chỉ số này luôn đúng. Trong một thời điểm thì chỉ số có thể không đúng, nhưng trong một tuần hoặc trong 10 ngày là chỉ số sẽ phải đúng. Mọi người có hiểu là trong một ngày không đúng có nghĩa là như nào không? Nhung có hiểu không? Một ngày không đúng ạ. Một ngày không đúng có nghĩa là không đạt doanh số của ngày hôm đấy. Đạt chỉ tiêu. Không đạt chỉ tiêu nhưng số liệu vẫn đúng. Số liệu chắc chắn đúng, tại vì em toàn thấy là các chi phí cố định này, và chi phí thì là mình cũng biết được trước rồi này. Chi phí cố định lương các thứ là biết được. Cái chi phí mà chia theo ngày thì là chuẩn thôi. Ở đây dữ liệu có thể không đúng trong ngắn hạn 1-2 ngày là có thể không đúng. Ví dụ ngày hôm nay em dội quảng cáo rất nhiều nhưng em nợ đơn khách. Đấy. Thì doanh số ngày hôm nay rất là kém, chi phí nó tăng vọt. À, thì em nhìn cái số liệu ngày hôm nay với ngày mai số liệu nó rất là xấu. Nhưng điều đấy không phản ánh được hết toàn bộ hiệu suất của quảng cáo. Đấy nha, nhưng mà một tuần mà em cứ dội quảng cáo, hôm nào em cũng nợ đơn. Thế xong cuối cùng là em vẫn nợ và nợ. Thì 7 ngày sau nó quay về cái vòng và như vậy là hiệu suất nó rất là kém. Thì ví dụ như khi mà bên Moon làm thời trang bên chỗ chị Nga. Để vào đây này. Để lên cái thảm cỏ này. Thì có nhiều bạn ấy bảo là anh ơi tại sao anh cứ đo theo ngày như này, có số liệu không đúng. Bảo các em yên tâm, số liệu một ngày không đúng anh không nói, nhưng mà số liệu một tuần mà các em chạy mà các em cứ vẫn nói nợ đơn thì chắc chắn là không, là các em đang sai. Hôm nay em dội quảng cáo 50 triệu một ngày, em có thể nợ 200 đơn khách, ok, nhưng ngày mai ngày kia em sẽ trả được, lo gì, nó lại tính vào ngày mai ngày kia. Ngày mai em chỉ dội quảng cáo 10 triệu nhưng em vẫn bán được số đơn cao lên, đúng không ạ? Thì nó bù đi, nhưng mà kéo bình quân 5 ngày hay kéo bình quân 7 ngày lại, em vẫn phải lãi, em vẫn phải có lợi nhuận dương thì mới là đúng. Thầy nói như thế là đội nó ngồi khóc luôn, trật tự luôn, bởi vì thầy nói rất đúng. Đây là cái này rất là hay, là đo theo ngày. Cứ 9 giờ sáng nhập dữ liệu của ngày hôm trước vào là ta biết ngày hôm trước như thế nào. Thậm chí những người mà làm quảng cáo ngân sách lớn, người ta có thể một ngày ta bắt nhập dữ liệu 3 lần. 3 lần là như nào? Sáng nhập một lần là hoàn thiện của ngày hôm trước, trưa nhập một lần là để viết ngày hôm nay, tối nhập một lần. Đấy. Như vậy là một ngày nhập 3 lần, trong đó lần buổi sáng là hoàn thiện dữ liệu của ngày hôm trước, buổi trưa và buổi tối nhập để viết. Là tại vì nếu mà em chạy 50 triệu, 100 triệu một ngày nhá,
chỉ 2 tiếng không hiệu quả mà em đã đốt rất nhiều tiền rồi. Đây, đầu tiên là em thiết lập doanh thu khoán này, chi phí quảng cáo theo ngày này, em đưa số thật vào này. Đấy, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thì lấy chi phí chia cho tổng doanh thu, lương cố định, chi phí cố định. Chi phí cố định thì bằng lương, thưởng, điện nước, internet, mặt bằng, vân vân, cộng vào chia 30, tính cả lương của Nhung vào, tính cả lương của Hải Anh vào. Hiểu chưa? Ví dụ bây giờ mình đi làm thuê cho đứa khác nó phải giảm mình 10 triệu, 12 triệu. Đấy là mình nói ví dụ mình sẽ đi làm thuê. Còn đương nhiên là đứa nào thuê 12 triệu thì mình không đi làm đâu. Nhưng mà nếu mà giả sử mình không là chủ. Mọi người phải hạch toán lương cho mình vào nhá. Mọi người không hạch toán lương cho mình vào là sai đấy. Em nghĩ em hay để lương chi phí cố định vào trong giá. Lương để trong giá luôn á? Vâng, em để trong giá luôn. Đấy là đến này em thiết kế về giá này, em tính thế, nhưng còn nguyên tắc khi em bóc này em vẫn phải bóc riêng, làm sao nó nằm trong giá được. Em thiết kế giá bán lẻ thì là đã bao gồm lương, bằng cách là em nhân 3 nhân 4 giá lên để em bán cho nó được lời nhiều. Đấy, ví dụ là như vậy. Nhưng còn khi em làm hạch toán thì lương, thưởng, văn phòng, văn viết là nó phải là nó nằm ngoài giá bán ấy. Giá bán của sản phẩm ấy, nó bao gồm là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí lương nhân sự, nó phải cover, tức là tải được hết. Rồi tỷ lệ chi phí cố định trên doanh thu. Đấy, theo ngày thì có ngày 3%, ngày 30%, nhưng mà chia bình quân. Mình sẽ qua ra cái số bình quân tháng này này. Đấy, mình sẽ ép cái số đấy. Hiểu ý không? Ví dụ như chi phí quảng cáo trên doanh thu là mình phải ép là dưới 30. Chúng mày muốn chạy nào chạy, tao không biết, một ngày mày chạy 10% được, nhưng ngày hôm sau mày chạy 50% được. Nhưng tổng của tháng chia bình quân phải dưới 30. Hiểu ý không? Em hiểu. Ừ. Đấy, giá vốn hàng bán đây này. Giá vốn hàng bán này, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu này. Hiện nay như bên này để rất là thấp. Giá vốn trên doanh thu nó chiếm tận 6 mấy, bình quân là 62%. Tức là hàng này đang chạy hàng siêu off nhiều. 60%, tức là tính ra bọn em nhân theo cách của dân thời trang đấy là giá nhập vào 100, bán ra nhân có 107, 108, đúng chưa? Và như thế làm sao mà có tiền làm quảng cáo được, đúng không? Bà Hải Anh, bà nhập 200, bà bán phải 400 mấy thì bà phải nhân 2. Thì bà phải nhân 2.2 bà mới, đúng không? 30% thôi thầy. 30 tức là nhập 1 bán 1.3. 30 đến khoảng đến 35. Có như sản phẩm đẹp một chút thì khoảng 40% rồi. Thế thì cái định giá nó cũng quyết định cái hiệu suất quảng cáo rất nhiều nhá các chị nhá. Cùng một cái sản phẩm như thế nhưng mà tôi bán giá 2.5, Hải Anh bán giá 1.5 thì hiệu suất quảng cáo nó đã khác nhau rồi. Chi phí giao hàng thì bằng lấy số chi phí giao hàng nhân đơn. Đấy, nhân với số đơn. Chi phí sản xuất media đây, chụp ảnh quay phim các em xinh tươi đây, cộng cả một tháng và chia 30. Sau đó thì bắt đầu bắt các đơn hàng nó gánh, Nhung hiểu không? Số tin nhắn thu được đây. Không quan tâm đến tin nhắn đến từ đâu nhá, không quan tâm nhá. Tự dưng có đứa nó mò vào, nó chị ơi kệ nó. Cứ chia bình quân ra cho nó dễ. Thế mấy cái số liệu này là mình đo bằng cách nào hay là mình đếm thủ công? Đo dễ không, tiền quảng cáo hàng ngày thì em tự nhập vào nhá. Không. Lương. Đây cái. Vâng. Lương thì em tự nhập vào nhá. Giá vốn em tự nhập vào nhá. Số đúng không? Tất cả là em tự nhập hết mà. Cái số lượng tin nhắn hàng ngày ạ. Số lượng tin nhắn hàng ngày VPS của em nó tự thống kê cho em một ngày là em có bao nhiêu tin. Em không nhưng mà em không bóc được là tin nhắn nào đến từ quảng cáo đâu, em không bóc được đâu. Đúng rồi, em không bóc được. Không bóc được. Chịu chết. Bóc đấy là chỉ có thủ công thôi. Tại vì nó có hiện lên cái từ quảng cáo là có ID. Thực ra nếu không ấy, thì mình làm như thế này. Tức là mình sẽ xem quảng cáo mà thằng Facebook nó báo.
là có bao nhiêu tin nhắn trên quảng cáo và có mã ID, nhưng mà nó không chính xác được hết đâu. Tại vì có những đứa ấy, nó sẽ xem quảng cáo xong nó mò vào page xong nó mới lướt Facebook xong nó mới nhắn tin, chứ nó lại nếu mà đứa nào mà nhắn tin ngay thì nó biết ngay đến đấy từ quảng cáo. Rồi, rồi nó sẽ hiện ID. Nhưng mà thôi, mình đây là thầy đang rất là dễ tính nha, thầy cho là kể cả tự nhiên luôn. Kể cả tự nhiên luôn. Cộng hết vào. Nó cho mày tính chi phí tự nhiên luôn. Tại vì bây giờ bằng chứng là nếu em tắt quảng cáo đi nhá thì sẽ không còn tin nhắn tự nhiên đâu. Rồi trừ khi là phải cái bài cái pet đấy rồi phải tương tác tự nhiên tốt cơ thì là nó mới có. Không ăn thua. Tốt chỉ được một lúc một nhát, làm sao tốt mãi được. Chỉ được 1-2 một tuần đầu là căng. Ừ. Đấy vừa rồi đây này, Moon bây giờ mỗi ngày được khoảng độ chắc được khoảng chục tin nhắn. Từ hôm dừng đấy giờ. Nghĩ là dừng giãn cách đến giờ. Đấy. Thế thì suy ra là những 700 tin, 800 tin này thì nó vẫn phải là do quảng cáo. Vâng. Thì chia bình quân ra. Lấy số tiền chia tổng cho số tin nhắn thì ra được. Đấy, ví dụ đây là 22.000 một tin. Thế thì bây giờ khoán là 20.000 một tin. Đúng không? Đấy, sẽ ra những cái chỉ số như thế. Doanh thu đây. Có ngày bán được 86 triệu nhưng cũng có ngày bán được có 8 triệu rồi, chênh nhau đến 10 lần. Cái này chia cho 7 ngày thì tính ra mỗi ngày được khoảng 30 triệu. Chi phí giá vốn, đạt tiến độ khoán, số đơn. Đấy, số đơn thì lấy nhập vào thôi, dùng phần mềm nhanh của em lấy ra xong nhập vào thôi. Đấy, nhập vào xong thì em tỷ lệ chốt đơn bằng cách nào? Em lấy số đơn chia cho số tin nhắn thì em sẽ ra được tỷ lệ chốt. Đúng không? Một ngày không giải không đúng nhưng mà một tháng nó phải đúng. Bởi vì tin đấy vẫn là tin của mày, hôm trước mày không chịu chăm, hôm sau nó vẫn là của mày, một tháng sau nó vẫn là của mày. Đúng chưa? Không thể cãi thầy được. Nhân viên thầy đưa bảng này xong là ngồi trật tự hết. Tại vì nó quá đúng. Quản lý này là thắt chặt từng tuần đấy nhỉ? Em thấy hợp lý. Có hợp lý. Cái nhân viên tự nhập vào ngày bắt nhập hai lần, nhìn thấy số liệu không mếu ngay, điều chỉnh ngay. Như em năm ngoái em còn quản lý lỏng, không kiểm soát từng con số một, cho nên là nhiều khi là thấy mình tiền rất là nhiều nhưng mà chả thấy tiền đâu. Đây nha, số lượng bán nha em nha, 200 đơn nhưng mà bán được 400 hàng, suy ra là bán được 2,02 hàng trên một đơn đấy. Và bình quân em phải chia ở đây, em chia bình quân ra. Đây là có 16, 2, 4, 6, 8, 9. Đúng không ạ? Nó rơi vào khoảng độ 1,8 hàng. Vậy thì mục tiêu, em đặt mục tiêu là gì? Bây giờ em phải bán 2 hàng trên một đơn. Vậy để làm gì? Nó chốt được cái áo xong nó đừng có vui mừng vội. Ta ghét chưa xong. Bởi vì chốt một cái áo là nó chỉ có một hàng trên một đơn thôi. Đó lại gì? Anh ơi, chị ơi, là cái váy này, cái áo này sẽ rất hợp với cái chân váy này đấy ạ. Thì làm gì, tổng doanh số nó sẽ tăng và số lượng hàng bán nó sẽ được nhiều lên. Giá trị đơn hàng bình quân này, số lượng hàng trên đơn này vân vân này, đo hết. Đưa data về vẫn phải phụ thuộc vào nhân viên tư vấn rất là nhiều, cho nên nhân viên tư vấn phải đào tạo rất là tốt. Có mấy đứa hôm nào đưa hết câu hỏi đây xong thì cho vào đây thầy dạy cho buổi về tư vấn. Cho cả nhân viên vào học luôn, buổi sau cho hết vào. Đây, chi phí quảng cáo trên một đơn này. Lấy tổng chi phí chia tổng đơn. Có ngày hết 71.000 một đơn, cười phe phé. Nhưng mà có ngày 400.000 một đơn thì khóc ngất. Doanh thu trên đơn có hơn 500.000. Đây, nhưng mà chi phí cho một đơn mất 400.000, tính là buôn ngược đấy. Ngày hôm đấy là buôn ngược đấy. Tỷ lệ hoàn trả, số lượng hoàn trả, chi phí hoàn trả, lợi nhuận, lỗ lãi theo ngày.
Đấy. Cái tháng 6 là lỗ 38 triệu là lỗ thật. Lỗ thật luôn. Nhưng mà tháng 7 thì thầy đã làm lãi rồi. Tại vì tháng 6 là lúc đấy thầy mới vào. Không có hàng, nó toàn bán hàng xả. Nếu mà không có dịch thì bán lẻ thầy bán lãi khoảng 10-15% là làm được. Tối ưu chi phí một chút, đẩy doanh số lên là sẽ lời khoảng 15%. Như Nhung ngày xưa mà